Chào các bạn, hôm nay Điện Tử Lụi sẽ bắt đầu một series mới hướng dẫn mọi người dùng Qt Framework hay còn gọi là Q như là khối này nè, để viết ứng dụng đa nền tảng. Tức là các bạn chỉ cần viết code một lần và các bạn có thể sử dụng ở bất cứ nền tảng nào, ví dụ như là Windows, Android, Linux, macOS, gì cũng được hết. Thì Qt Framework sẽ dùng ngôn ngữ chính là C++. Ngoài ra thì Qt có phát triển thêm một cái ngôn ngữ để chuyên cho việc viết giao diện tên là QML, Qt Modeling Language. Thì trong series này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chủ yếu là dựa trên QML. Còn một cách nữa để viết Qt mà họ dùng từ những ngày đầu tiên đó, đó là dùng Qt Widget, viết giao diện hoàn toàn bằng C++. Thì đến phiên bản mới nhất của Qt bây giờ là phiên bản 5.13 thì nó vẫn còn rất là phổ biến. Thì mình không thích viết bằng Qt Widget lắm, bởi vì nó không nhanh bằng viết bằng QML. Do Qt Widget thì phần giao diện các bạn vẫn phải code hoàn toàn bằng C++. Còn QML đó là một cái ngôn ngữ mô tả cái giao diện của các bạn thông qua đối tượng và thông qua một cái hình mẫu, nên viết rất là nhanh. Và ngoài ra thì Qt cũng cung cấp một bộ thư viện khá là khổng lồ sẵn có cho QML để các bạn có thể dùng ngay lập tức và không cần phải viết từ đầu. Ok, bây giờ mình bắt đầu luôn ha. Thì việc đầu tiên cần là các bạn phải tạo một tài khoản để ở Qt để bắt đầu dùng. Thì tài khoản này nó hoàn toàn miễn phí, thì các bạn có thể tham khảo các bước ở đây và tự tạo một cái tài khoản. Sau đó thì mình sẽ tải công bộ công cụ Qt về máy và bắt đầu viết ứng dụng thôi. Thì Qt có hai bản, là bản trả phí và bản mã nguồn mở open source. Thì trong series này mình sẽ dùng bản open source, bởi vì mình không muốn tốn $400 một tháng để mua bản quyền đâu. Rồi, kéo xuống phần Download the Qt Online Installer. Rồi bấm Download thôi. Ok, sau khi tải xong thì các bạn sẽ có một cái file installer. Trên Linux thì nó có đuôi là .run. Thì mình click vào thì nó sẽ không chạy, do là cái file .run này lúc mới tải về thì nó sẽ không có quyền execute. Nên mình sẽ vô Property qua Permission và allow executing file as program thì nó mới chạy được. Ok, chạy rồi nè. Rồi, giờ mình sẽ bấm next, rồi điền cái thông tin cái tài khoản của mình vô. Rồi next thôi. Rồi, bây giờ đến cái phần là nó sẽ yêu cầu bạn chọn chỗ cài nè. Rồi chọn những cái module để cài. Thì Qt là một cái framework rất là bự và có rất là nhiều phiên bản, nên mỗi lần cài thì bạn phải chịu khó chọn, chứ không thôi tải hết rất là nặng. Thì thường là mình sẽ chọn cái module Qt, cái Qt phiên bản mới nhất. Thì trong Qt phiên bản mới nhất này á, thì những module mà nó liệt kê ra sẽ bao gồm các cái compiler và những cái module đặc biệt không có kèm sẵn trong cái bản cài. Thì mình đang xài Linux thì mình sẽ chọn bản desktop GCC 64 bit. Còn nếu bạn nào muốn compile thêm Android hay là trên Windows hay là trên macOS thì nó sẽ có những cái compiler khác. Còn mấy cái module này thì mình khuyên là thôi nên tích vô hết đi, là để khi nào có cần coi ví dụ hay là muốn dùng thử nó thì có sẵn trong máy. Rồi, đến phần developer thì Qt có rất là nhiều tool để viết cái app Qt. Thì hiện tại là mình chỉ cần Qt Creator thôi, và nó đã chọn sẵn rồi. Rồi sau khi chọn xong thì các bạn có thể bấm Next và bắt đầu cài đặt. Thì Qt khá là nặng, và đây là bản cài online, nên khi các bạn là bấm Install này nó mới bắt đầu tải về. Nên thường là sẽ tốn 1, 2 tiếng, 3 tiếng gì đó để cài cho xong Qt. Ok ha. Thì ở đây máy mình đã có sẵn cái bộ cài Qt rồi, nên mình không có cài nữa. Giờ mình sẽ mở Qt Creator lên luôn. Đây, đây là giao diện
của Qt Creator. Thì mình thấy là giao diện default của nó hơi kiểu chú chiên sao á. Nó màu trắng, cái rất là khó nhìn, nên thường thường những gì mình hay làm á là mình sẽ đổi giao diện. Thì mình sẽ đổi giao diện thành màu đen dark đi, rồi apply. Còn bên phần text editor, cái phần ở phía sau này là text editor này, thì mình thích màu đen luôn đó. Rồi bên phần display thì mình hay chọn là enable stack wrapping, bởi vì mình hay gặp trường hợp là cái dòng code nó dài quá và cái text editor này thể hiện không đủ, thì lúc đó thì cái text wrapping này nó sẽ đẩy xuống một hàng nữa cho mình dễ nhìn. Ok, rồi giờ mình phải restart Qt Creator để apply cái giao diện. Ok, đó là xong phần cài đặt. Sau khi hướng dẫn các bạn cài đặt thì phần tiếp theo mình muốn nói đến đó là làm cách nào để tự học Qt QML nhanh nhất. Thì theo mình đó là học qua, ví dụ thì trong Qt Creator ở cái panel Welcome, tab Examples, thì nó thể hiện, nó có rất là nhiều ví dụ Qt đã viết sẵn để hướng dẫn mình sử dụng những cái components, những mà Qt đã viết sẵn để mình có thể dùng lại và làm cái ứng dụng của mình nhanh nhất có thể. Thì mình trong này mình có một cái ví dụ mình dùng cực kỳ thường xuyên, đó là ví dụ gallery. Thì cái ví dụ gallery này á, nó sẽ cho mình coi hết tất cả những cái components mình có thể dùng cho ứng dụng của mình, được cung cấp qua cái thư viện là Qt Quick Controls 2. Thì ở phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái ứng dụng Qt đơn giản dùng những cái component này. Thì những cái đơn giản như là nút nhấn nè, checkbox nè, hay là dial để làm ứng dụng điều khiển á, thì trong này có đầy đủ hết. Hay là Rores bar đi, nó có rất là nhiều kiểu. Thì khi mà bạn coi thấy một cái component mà mình muốn dùng rồi đó, thì mình có thể vô phần source code của cái ví dụ gallery và tìm đến cái trang có cái component đó để mình coi là họ sử dụng cái component đó như thế nào. Còn nếu trong này không đủ á, thì các bạn có thể Google với cái cú pháp là tên component và phía sau là QML. Thì cái link trả về đầu tiên á, thường sẽ là cái trang Documents của Qt. Thì mình cực kỳ thích Qt bởi vì nó cung cấp tài liệu mô tả components và cách dùng Qt rất rất là chi tiết. Thì nếu bạn nào giỏi tiếng Anh mọi thứ thì có thể hoàn toàn tự học Qt rất là nhanh. Đây. Rồi, đó là mình tóm tắt lại cách học Qt. Đó là mình sẽ coi qua ví dụ ở phần Welcome, Example, và mình sẽ tìm hiểu thêm về những component ở trong ví dụ qua cái tài liệu của Qt. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo một cái project Hello World để lấy bắt đầu làm quen với QML. Thì để tạo project mới thì các bạn vô Welcome Projects rồi bấm vô New Project. Rồi nó sẽ hiện một cái cửa sổ để mình chọn cái template. Thì ở đây mình sẽ chọn template trong project là Application và template là Qt Quick Application Empty. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt tên project này là Hello World QtQML và mình sẽ bỏ nó vô thư mục Workspace trên máy của mình. Rồi hiện tại thì những cái phần như là build system, details, git summary gì đó thì mình chưa cần quan tâm, mình chỉ cần next thôi. Và sau khi finish xong thì mình sẽ có một cái project mang tên là Hello World QtQML. Và bao trên trên cái giao diện sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là một cái code editor và phần thứ hai là một cái thanh điều hướng. Thì thanh điều hướng này giúp mình di chuyển những file trong cái project và nó sẽ gồm ba phần. Phần đầu tiên là phần file .pro, có nghĩa là .project á.
Thì cái file này nó sẽ quy định là những cái module của Qt mình sẽ dùng trong project và những cái configuration liên quan, cũng như là đính kèm những cái đường dẫn của thư viện mà mình sẽ dùng trong ứng dụng. Thì mình sẽ có một cái video riêng chỉ nói về cái file .raw này thôi và làm sao để chỉnh nó. Phần thứ hai là phần source. Thì phần này sẽ chứa những cái file C cộng cộng, file header, file thư viện liên quan đến ứng dụng. Thì hiện tại là cái project chống này nó chỉ mới có file main.c cộng cộng cpp. Thì cái file này nó là một cái ứng dụng C cộng cộng, nó tải những cái module liên quan do Qt viết sẵn để đọc và biên dịch cái file main.qml này và tạo thành cái giao diện cho mình. Và phần cuối cùng đó là phần resource, thì sẽ có những cái file liên quan đến phần QML. Thì trong cái ứng dụng trống này á, thì nó mặc định sẽ có cái file main.qml quy định một cái cửa sổ trống đầu tiên cho cái ứng dụng của mình. Để chạy thử thì mình có thể bấm run ở dưới góc trái màn bên dưới màn hình. Thì sau khi chờ khoảng 3-4 giây á, là mình sẽ có một cái ứng dụng trắng. Chỉ bao gồm một cái cửa sổ có chiều rộng, chiều cao được mô tả trong file QML và có cái tựa đề là Hello World. Thì trong cái lúc mà mình bấm run rồi 3-4 giây sau nó mới hiện lên á, là lúc đó là Qt đang tự chạy cái quá trình biên dịch để dịch nguyên cái project của mình ra thành một cái file binary để trở thành ứng dụng. Thì ở bên phần compile output các bạn có thể coi những cái thông tin liên quan đến phần compile. Thì cái mục này rất là có ích khi mà bạn viết code sai syntax hay là thiếu thư viện hay gì đó, nó sẽ hiện lỗi ở đây. Và một phần vô cùng quan trọng nữa đó là phần application output sẽ chứa những cái thông tin debug liên quan. Ok, giờ mình sẽ nói sơ về cách QML hoạt động. Thì trong ứng dụng QML á, nó sẽ có một cái đối tượng lớn nhất thường là do Qt viết sẵn và cung cấp cho mình để cung cấp mấy cái chức năng đơn giản, nói chuyện với lại cái hệ điều hành, ví dụ như là làm sao để phóng to lên, thu nhỏ lại, tắt đi. Rồi trong cái đối tượng lớn nhất này nó sẽ bắt đầu có những cái đối tượng con nhỏ hơn, và cái đối tượng con này thì sẽ có quan hệ dạng cây với cái đối tượng lớn nhất. Ví dụ như ở đây mình sẽ có một cái đối tượng cực kỳ cơ bản của QML, đó là rectangle. Thì rectangle sẽ có một vài thuộc tính, ví dụ như là chiều rộng, chiều cao, rồi màu sắc. Ví dụ ở đây mình cho nó màu đen chẳng hạn. Đây, thì mình vừa tạo một cái rectangle chiều rộng chiều cao 300 nằm trong cái đối tượng lớn hơn nó là Windows. Thì mối quan hệ giữa rectangle với Windows á, thì Windows đây á, nó sẽ là ba của thằng rectangle này. Thì để cho dễ hình dung á, mình có thể viết thêm cái ID ở đây. Rồi dạng như đi. Rồi bây giờ mình tạo thêm một cái rectangle khác. Thì ID là bắt buộc phải unique, không có cái nào trùng được trùng hết. Nếu mà trùng thì nó sẽ báo lỗi. Thì giờ mình sẽ tạo một cái hình chữ nhật màu vàng đi. Rồi. Thì mình vừa tạo xong á, mà bạn không thấy cái hình chữ nhật màu đen đâu á, bởi vì cái hình chữ nhật màu đen nó nằm dưới cái này nè. Giờ để cho dễ nhìn đó, thì mình có thể di chuyển cái hình chữ nhật màu vàng này đi qua bên phải 300 pixel chẳng hạn, thì mình sẽ thấy cả hai hình chữ nhật đó. Thì để mô tả toàn bộ mối quan hệ giữa ba cái đối tượng này á, thì mình viết nó vô một file Word cho dễ. Thì thằng Windows nè có ID là root nè, thì nó sẽ có một thằng con là rectangle, cái ID là rectangle flag nè, và có thêm một thằng con nữa là rectangle ID là red yellow. Rồi
Bây giờ mình thích có thêm một cái hình chữ nhật nữa ở trong cái rectangle yellow này, mình gọi là rectangle green đi. Rồi mình có width là 200 hay là 200. Rồi color green. Để coi nó làm sao nhỉ. Đây. Thì mình sẽ có một thằng color green thì mặc định nó là con của thằng rectangle yellow màu vàng, nên là thằng green này nó sẽ chỉ hiện ở trong thằng rectangle màu vàng này thôi. Thì trong Firework mình có thể miêu tả cái rectangle màu xanh lá cây đó là con của thằng rectangle của thằng hình chữ nhật màu vàng. Đây. Nó là như vậy. Rồi. Rồi giờ mình sẽ tìm hiểu một cái đặc điểm thứ hai của QM, của hệ thống QML đó là hệ thống mỏ neo anchors. Thì cái hệ thống mỏ neo này sẽ giúp mình định vị vị trí của từng cái đối tượng này theo mong muốn của mình. Giờ ví dụ cái hình chữ nhật màu xanh lá cây này, mình muốn nó nằm ở góc dưới của hình chữ nhật màu vàng và bên góc bên phải, thì mình vô hình chữ nhật màu xanh lá cây, mình gõ lên anchors và mình chọn neo nó vào góc dưới bottom và neo nó vào góc dưới của thằng nào, của thằng rectangle yellow bottom. Rồi giờ mấy bạn để ý hay là hình lúc mà mình chưa biên dịch cái code mới á, thì rectangle màu xanh lá cây này nó vẫn nằm góc trên. Bây giờ mình biên dịch xong nó sẽ nằm góc dưới. Đây, nó nằm góc dưới. Giờ mình muốn cho nó qua bên bên phải á, thì mình sẽ neo nó qua bên phải của thằng rectangle màu vàng phía bên phải. Rồi mình compile lại. Đó. Thì giờ nó đã nằm dưới bên phải. Thì cái chức năng anchor này á, nó là một cái chức năng rất là quan trọng để tạo ra cái giao diện mong muốn. Rồi thì mình tạm thời sẽ kết thúc cái video Hello World này tại đây, và mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về các chức năng của QML ở các phần kế tiếp.